Mọi người, hôm nay thì em sẽ đập hộp và test thử một máy rửa xe dùng pin không dây. Có nghĩa là mình sử dụng cái máy xe này, mình sẽ rửa được xe máy, xe hơi, xe đạp mà mình không phải cắm dây vô để mà mắc phải nó nguy hiểm. Thường mà máy rửa xe nó sẽ va chạm với nước, mình cắm điện vô nhiều khi nó sẽ nguy hiểm. Thì mình có cái máy rửa xe này mình sẽ rất là an toàn. Thì mình sẽ lắp hộp và test thử cho mọi người xem nhé. Đây là cái máy rửa xe mình mua giá khá là rẻ, mình mua từ Lazada. Đây, đây chính là máy rửa xe không dây giá rẻ, chạy bằng pin. Dây là 5 mét ha. Cục pin, nguyên một cái bộ rửa xe, máy rửa xe. Đây là cái máy rửa xe rất là gọn nhẹ. Khi mình đâu á, mình bỏ cái hộp này vào, nếu mà có xe hơi á, mình bỏ thùng này vào xe hơi và mình cứ thấy là mình đi tới chỗ nào mình cần rửa thì mình chỉ cần cắm dây vào rửa thôi. Rồi trong cái hộp này á thì người ta cho mình một cái cục sạc pin. Đầu ra là nhiêu vô đây? Cục sạc pin 21V, sạc pin 21V, một cái máy rửa xe dùng chân pin Makita, chân pin này chân pin phổ thông nha. Chân pin này thì mình có thể sử dụng được và người ta cho mình cục pin này. Cái máy này mình đặt ở trên mạng thì có 400 mấy thôi, giá khá là rẻ, pin thì bên này bên 5 sao ha. Bên 5 sao thì chắc sử dụng đủ rửa xe. Đó, bấm vô cái là chạy liền ha. Ủa, có nước lên luôn nè. Nước đâu ra vậy trời? Ha. Rồi người ta cho mình đây là bên ha. Đây đây. Dây. Dây nó gắn vô đây. Dây gắn vô đây. Dây 5 mét dây ha. Rồi ra thì người ta cho mình cái gì ở đây? Không có nước gì trời. Chắc nhà bán hàng test thử trước khi giao cho khách đó. Nước dâng ra thì ở đây cho mình cái này gọi là cái đồ phun bọt. Rồi cho mình cái này là cái nối vô ha. Đầu rồi cho mình đầy đủ phụ kiện nha. Rồi mình sẽ đi ra mình test thử thôi. Thấy cái máy này nó cũng nhỏ gọn thì cũng tiện. Khi mình đi đâu á, mình cần mang máy theo mình rửa xe thì mình có thể mình rửa luôn ha. Nhỏ gọn mà tiện ha. Rồi mọi người hãy xem mình test thử. Để bây giờ mình đi test thử thì mình sẽ gắp pin cũng như gáp đồ nghề vô, pin mình lắp pin vô gì đó, mình lắp pin vô thử nè. Đó, lắp pin vô ha. Còn dây, ống dây thì mình sẽ ráp như vậy nè. Dây này á, một cái đầu mình sẽ kết nối vô đây ha, nhìn nè, mình gắn vô đây và rồi mình quay đây lại đó, đậy lại nha. Và còn một cái đầu còn lại để hút nước á thì mình sẽ gắn vô đây này, gắn vô đây, nhắn nha, nhét dây vô rồi ok ha. Rồi lấy như này và mình sẽ gắn cái mũi này này, gắn vào đây nha, gắn mũi này vào đây, mũi này vào đây để mình bắn nước ra. Gắn như này, ok, gắn như đây nha. Rồi mình gắn này vô. Còn cái người ta cho mình hai cái đầu này là hai cái đầu
điều chỉnh lượng nước. Hai cái đầu này, hai cái đầu điều chỉnh lượng nước nè. Hai đầu này mình sẽ gắn vào đây để cho nó một cái tia ga rất mạnh và một tia ga là hình như cánh quạt vậy đó. Rồi giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem nhé. Ok, mình sẽ còn cái này nè, mình sẽ bỏ xà bông vô đây, bỏ xà bông một miếng nước vô, mình quay cho đều xong cái mình để nắp lại. Ok ba nha. Rồi cái đầu này, đầu vàng này nè, mình sẽ gắn vào đây nha. Đúng vào đây nè. Ồ, nghe cái cốc đó ha. Đó, ok đó, cắn cốc ha. Còn cái đầu này mình sẽ cho vào xô nước nha. Rồi bắt đầu mình thử nha. Rồi mình thử nè, bắt đầu mình gắn này, nó có hai cái đầu nè. Một cái đầu là nó đi hình ngang, một cái đầu đi hình tròn. Bắt đầu mình sẽ gắn cái đầu này vô nè nha. Gắn đầu vô. Rồi đó, nhìn nhìn nha, bay bấm nè. Đó, đó bắt đầu nó ra nước rồi nè, thấy không, ra nước rất là mạnh luôn, thấy không, thịt nè. Đó mình thịt nè, thấy chưa, thịt này rất là mạnh luôn nha. Nó có hai đầu, một cái đầu là dùng ấy, một cái đầu nè mình sùng pin là không có dây hết trơn nè, bắn rất mạnh nè, thấy chưa. Đó mọi người, nếu mà mọi người mua cái để mà một cái máy rửa xe rẻ tiền á thì mọi người sẽ mua cái máy rửa xe này. Đó là rất mạnh luôn nha. Đó, đó mà thấy không, mình xài bằng nước thì rất là tiết kiệm luôn. Đó mọi người dòm nè, thịt nè. Đó, mọi người thấy sao? Nhìn cái máy rửa xe không hề có điện luôn nha, không phịch nè. Rồi. Rồi. Đây là xà bông nha. Đây là mình rửa xà bông nè. Đó, mình đã phá bình xà bông rồi đó nha. Bắt đầu mình sẽ lấy khăn mình lau đây. Rồi bây giờ mình sẽ đổi cái đầu trắng để mình rửa nè. Đó, thấy không, đổi cái đầu trắng nè, nó phun ra rất là nhiều ha. Đó, phun ra rất nhiều luôn ha. Đó là tiết kiệm nước luôn nha mọi người. Rửa cái này được cái thì nó tiết kiệm nước ha. Cái đầu trắng thì nó phun sương ra nè. Cái này được cái rửa sẽ an toàn, nó không phải dùng dây điện, dây nhợ. Nó sẽ làm cho mình bị nhiều khi bị điện á, mát điện á, mình sẽ giật mình ha. Đó, nó có hai đầu, một cái đầu là phun ra nó xây nước này, một cái đầu là phun nước nhọn nha. Đó, phun nước nè, phun nước rất là mạnh luôn ha. Thì một pin mình nghĩ là mình rửa chiếc xe thoải mái luôn nha. Rồi, xong rồi đó. Mọi người thấy sao? Cái này nó chỉ có 40.000 thôi.
rất là ok luôn nha. Rồi mọi người có nên mua thì cứ mua nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Chúc mọi người, chào mọi người sức khỏe nha.